Hội đồng Bồ Linh Ban Nữ Giới nhân ngày Phụ Nữ Tin Lành 8 tháng 3 năm 2024, Khi Chúa Thử Rèn là chủ đề của Hội đồng Bồ Linh nhân ngày Phụ Nữ Tin Lành dành cho giới nữ, được Ban Điều hành Phụ Nữ tỉnh Lâm Đồng tổ chức vào ngày 8 tháng 3 năm 2024 tại Nhà thờ Tin Lành Đà Lạt, số 72 Nguyễn Văn Trỗi, thành phố Đà Lạt. Hiện diện trong chương trình có Mục sư Nguyễn Hữu Bình, Tổng Thư ký Tổng Liên hội Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, Mục sư Bùi Phụng, Ủy viên Tổng Liên hội, Mục sư Con Sa Ha Hắc, Thư ký Hội đồng Giáo phẩm, Ban đại diện Tin Lành tỉnh Lâm Đồng, quý bà mục sư nhiệm chức, nữ truyền đạo, hơn 200 ban nữ giới thuộc 8 khu vực tỉnh Lâm Đồng. Về phía chính quyền, có Ban Tôn giáo tỉnh Lâm Đồng và đoàn tham dự, số lượng tham dự hơn 4.000 người. Khi nói về mục đích và ý nghĩa ngày Bồ Linh, bà mục sư Bùi Phụng, trưởng Ban Điều hành Phụ Nữ tỉnh Lâm Đồng cho biết. Vào dịp 8 tháng 3 hoặc 20 tháng 10 là ngày Phụ Nữ quốc tế cũng như ngày Phụ Nữ Việt Nam, Phụ Nữ Tin Lành tỉnh Lâm Đồng chúng tôi có cơ hội nhóm lại để được thông công và Bồi Linh. Với cái chủ đề Khi Chúa Thử Rèn, đây là chủ đề mà Phụ Nữ của Tổng Liên Hội, bên Ủy ban Phụ Nữ Tổng Liên Hội, chúng tôi cũng căn cứ theo cái chủ đề này và nhờ Chúa, chúng tôi mời Mục sư Tổng Thư ký Nguyễn Hữu Bình để giải bày lời Chúa, qua đó để giúp cho chị em của chúng tôi có hành trang trên bước đường theo Chúa. Với chủ đề Khi Chúa Thử Rèn, Mục sư Nguyễn Hữu Bình trong kinh nghiệm từng trải chức vụ đầy thăng trầm đã được Chúa thử rèn và nương trên nền tảng Kinh Thánh Gióp đoạn 23 câu 8 đến câu 12 về cuộc đời của ông Gióp được Chúa thử rèn. Câu gốc Gióp đoạn 23 câu 10: Nhưng Chúa biết con đường tôi đi, khi Ngài đã thử rèn tôi sẽ ra như vàng. Cuộc đời của Gióp trải qua cơn hoạn nạn thử rèn. Có lúc ông tưởng chừng như Chúa không hiện hữu, Ngài đã lãng quên ông. Điều đó làm ông gần như tuyệt vọng. Tuy nhiên, trong hoạn nạn, Chúa không bao giờ quên. Ngài bày tỏ cho Gióp biết, Ngài trên cao vẫn dõi theo, Ngài vẫn tể trị và biết rõ. Gióp đã tin cậy Chúa, ông đã vượt qua sự thử rèn và Chúa đã làm cho ông trở nên như vàng ròng. Không những vậy mà Ngài còn nâng cao đời sống tâm linh của ông. Qua đó, mục sư diễn giả liên hệ đến bài học thực tế, khích lệ những ai hiện đang ở trong nghịch cảnh mà nghĩ rằng Chúa đã quên mình, thì hãy tin rằng Chúa cho phép xảy ra trên cuộc đời họ để thử rèn. Ngài luôn có mặt với họ, mặc dầu đôi khi chúng ta không cảm nhận được điều đó để hoàn thành mục đích của Ngài. Đức Chúa Trời hằng sống của Gióp, Ngài cũng là Đức Chúa Trời chúng ta ngày nay. Trong thông vị Đấng Christ, Ngài cũng đã từng trải qua hoạn nạn như chúng ta nên Ngài luôn thấu hiểu. Kết quả sự thử rèn, khi tốt nghiệp bài học này, chúng ta sẽ trở nên như vàng ròng và được sự trưởng thành thuộc linh. Là người trung tín thờ phượng Chúa, phục vụ Chúa, nhưng vẫn đối diện với những thử thách khó khăn, đến độ có lúc chúng ta phải khóc với Chúa. Điều đó trong cái nhìn của những người xung quanh, những con người đồng thời, họ mô tả đây là hoạn nạn, đây là điều không có phước hạnh gì. Nhưng trong cái nhìn của một người theo Chúa, trước khi con người gọi là rối rắm, là khổ đau, là hoạn nạn, là không phước hạnh ấy, Gióp vẫn có những tư duy, nghĩ suy khác với người đời. Đây là thời điểm Chúa thử rèn tôi. Nhưng trường thử luyện của Đức Chúa Trời vẫn đang tiếp tục bày tỏ, dạy dỗ riêng cho từng cá nhân và anh chị em của tôi, ở trong một trường, một thầy, một trò, để chúng ta được học hỏi và mọi thử thách học đến, không phải để nhầm chìm cuộc đời chúng ta trong khổ đau, trong chết chóc đâu. Nhưng Chúa rèn thử để nâng cao đời tin kính của ông bà anh chị em, nâng cao giá trị chúng ta ở giữa đời, giữa mọi người, trong sự vinh hiển nhất mà Chúa sẽ trang điểm, Chúa sẽ đội trên đầu chúng ta, ở trong ơn yêu thương nhân từ.
Ngài Bồi Linh đã đem lại cho những người nữ trong nhà Chúa tuy hoàn cảnh sống khác nhau, đối diện với những thử thách khác nhau, nhưng họ có chung một niềm tin vững vàng nơi Chúa toàn năng, chấp nhận những thử thách trong cuộc đời trong sự tin cậy Chúa và nhờ ơn Ngài để vượt qua, như những gì đã học được từ cuộc đời Gióp cũng như kinh nghiệm từ đầy tớ Chúa. Bà mục sư Liên Giang Ly Xê, quản nhiệm hội thánh Con Đố Đa Me đã có phát biểu cảm tưởng. Hôm nay là ngày Bồi Linh Phụ Nữ Tin Lành tỉnh Lâm Đồng mùng 8 tháng 3, qua chủ đề Khi Chúa Thử Rèn. Mục sư diễn giả, mục sư Nguyễn Hữu Bình đã có lời của Chúa giải bày cho ba phụ nữ. Chúng tôi học được rất nhiều bài học bổ ích. Điều khích lệ chúng tôi hơn hết đó là chúng tôi khi gặp thử rèn không nương dựa vào sự khôn ngoan riêng của con người. Chúa thử rèn để nâng cao giá trị của chính mình, vì Ngài có chương trình tốt lành và tình yêu đời đời của Chúa dành sẵn cho cuộc đời của mình.